Hello quý vị, Amy mời quý vị đến với chương trình VAE 360. Ngày hôm nay thì quý vị, Amy ở tại Dallas, Texas ở Mỹ. Thì khi mà nhắc tới Texas, quý vị sẽ nghĩ câu đầu tiên là gì? Có phải cowboy không ạ? Cowboy. Hôm nay Amy sẽ đưa quý vị vào tham quan cái xưởng sản xuất nón cowboy. Đó là Resistor Factory ở đây ở tại Dallas, khu vực Dallas Fort Worth. Thì mình sẽ coi nón cowboy. Dallas có cowboy, có đội football cowboy nữa. Rồi đi vô ha quý vị. So we're gonna give you guys a history about the building. So this building has been here since 1939. So we have roughly 160 employees here in this factory. We make about 180 dozen hats a day. So we make a lot of hats, for sure. Có khoảng 160 công nhân. Mỗi ngày chúng tôi có thể sản xuất từ 180 cái dozen hats. Resistol hats, công suất sản xuất thì là 100%. Chúng tôi làm trong 6 ngày một tuần. Có những người đã làm ở đây từ 40 cho đến 50 năm kinh nghiệm. Và tất cả những cái loại nón ở đây đều làm bằng tay. Và chúng tôi cũng program sát ở trong những cái máy này. Và có những cái máy may ở đây đó có tới tuổi thọ lên từ 60 cho đến 70 năm. Chúng ta khó mà có thể tìm thấy những cái máy cổ và chuyên biệt như vậy ở bên ngoài đâu. Đây là những cái công cụ chính của chúng tôi. But as you can see, around here everything is done one at a time, hand by hand. There's not a machine that we program and that it does that certain. So, like I said, everything is done by hand. A lot of these machines are 60, 70 years old. You can't find them anywhere. It's a neat deal for us. In this factory, we have about 160 people in this factory, and we have another 60 in the straw plant. As you can see here, we have a tremendous amount of hats. Để mà ép với cái nhiệt độ 250 độ F, và cái sức áp lực mà ép là trọng lượng 80 pound. The brims of the hats. So these are about 250 degrees. What they'll do is they'll come down and the top plate will press, of course, the bottom and make the shape at about 80 pounds of pressure. And so that's what will make this shape right here. So this is what we call the Stratoliner. This is one of our most popular hats in Stetson. So this style has been around for a tremendously long time. So like I said, it's real popular. And it's 100% fur felt. Chúng tôi sản xuất nhiều loại nón khác nhau, có cả các kiểu Âu Châu. A little big, but looks good. Yeah, I love it. Okay, very nice. Thank you. Hey, you're welcome. Yeah, so we'll actually come back around here. You guys can see how we press our cowboy hats. Uh-huh. And so, again, we do so many types of hats that we have certain sections for dress hat, and then of course western hats as well. And so this is where we press our western hats. Of course, a bigger brim hat like they would. Và sau này thì có các cái mẫu này được tạo kiểu bằng phần tay, nên chúng tôi chỉ dùng tay để ấn xuống thôi. The customer that buys a hat like this, he doesn't have to worry about reshaping it. He doesn't have to worry about looking a certain style. He can go ahead and get it out of the box and wear it straight out. So these are electric heated. Uh-huh. So like you said, these are around 250 degrees. So they're really hot. Yes. Oh yes. So as you can tell, in the summertime it gets extremely hot in here. So luckily it feels really nice right now. But that's what she's doing. So she's actually changing the plates. So these are interchangeable to where we can make a different shape on different hats and all, everything else like that. Okay. So actually it comes from fur, from rabbits and beavers. So we use the beavers and the rabbits, we use a byproduct. So with the fur companies, whenever they make
unfortunately, that they make coats and all that stuff out of, there are certain qualities of skins that they don't want to use. Có những cái phần da còn lại mà họ không sử dụng nữa thì chúng tôi mua lại của cái công ty trung gian đó để mà lấy cái phần da và phần lông thú như vậy. Và như là chiếc nón này mà cô đang nhìn thấy đó thì không có da, không có giấy carton ở bên trong mà hoàn toàn 100% là lông thú. Again, like I said, moisture couldn't get in there. Những cái nón này rất kỹ lưỡng ở trong nơi khô ráo để mà không có bị mốc. Hơn nữa thì các bạn đều biết là nguyên liệu thật từ lông thú thì khó mà có thể bị mốc mò và vẫn được xem là loại chất liệu tự nhiên, có đúng không nào? Still in its natural form. And how long is the processing? Mỗi chiếc nón có thể hoàn thành trong khoảng 2 tuần. Đây là kiểu ấu nguyên thủy. Và cái kiểu dáng này nó cứng vì là nón cowboy mà, cho nên phải chịu được sự thay đổi của thời tiết. Nhất là ở Texas thì các bạn biết rồi, nóng thì cũng rất là nóng, nhưng mà lạnh thì cũng khá là lạnh. Và đó là lý do mà công ty có thêm cái tên là Resisto, là từ chữ resistance. I think Matthew kind of said that earlier. Yeah. You know? So, and you accept the custom order, right? We don't. No custom orders here just because chúng tôi không nhận custom order, tức là nhận làm hàng từng cái cho riêng từng người đó. Mà chúng tôi, bởi vì chúng tôi chỉ sản xuất số lượng lớn để mà bán ra thôi. Bởi vì làm từng cái thì phải rất nhiều công đoạn, là cần phải có người designer và một người chuyên làm từng cái như vậy. Cho nên là chúng tôi không có nhận custom order mà chúng tôi chỉ có thể in cái tên lên trên cái đen thôi. You know what I was saying about somebody's name, so what we could do is make the sweatband. Và đây là cách mà chúng tôi in tên lên trên cái đen bằng da bò như vậy, dành cho những cái loại nón sang trọng, loại mắc nhất với giá bán tại store đó là khoảng $5,000. Và đó là những cái điều mà hãm diện của hãng Station của chúng tôi. Cứ mỗi năm đó chúng tôi sản xuất khoảng 200 cái. Và cái tất nhiên là có thể in tên lên trên cái nón, trên cái dây. Đây là những cái miếng da trơn để mà chúng tôi in tên lên. Và a year. So again, you can put your name in it, and that one for sure. We will hand cut all these leathers. These leathers are stamped individually. We get these all just completely blank, and we can put whoever we want to in the hat for sure. Yeah. Well, so like we do, we have done hats for the football player Von Miller, but also the past presidents of our Stetson hat, like Ronald Reagan, LBJ, that's some of the famous people that has worn Stetson hats for a long time. Texas State Trooper, rồi chúng tôi cũng làm cho cả hai loại nón lông thú và nón mây nữa, theo như đồng phục của họ và nhiều cái tiểu bang khác. But they have their own specific color, their specific style, just to meet their uniform needs. We try to do them all the same as well. Yes, so there's but also we do for believe like the Arkansas correctional facility. We do there the Florida, I believe it's some law enforcement in Florida we do that for. So we do, but even for like the cavalry hats, like the old time kind of with the dusted and painted kind of signia. It kind of look like that too. So this is the part cô where này đó, the là supervisor của hãng chúng tôi. Cô đã làm rất lâu năm rồi. Đây là một trong những cái khâu khó nhất. Cô ta mai dây bên vào bên trong của nón, rồi phải thật là tỉ mỉ để mà cho cái dây này nó nằm vào đúng vị trí. Khi mà mai xong đó thì để một ngày sau mới gắn dây ở bên ngoài vào được.
And so it takes her really precise to get just right. Oh. So once she's done, that's fast. Yes, it really is. And so everything's just right. Yes. And so what we do, of course, we'll cut them to size as well, and then we'll connect them together, and then Irene can sew them in. Okay, thank you. So once the leather is sewn in, then we'll put the bands on in the next stage. So we try to use every hat to its full potential. So và đây say, là những cái phần da thừa thay vì mà bỏ đi thì chúng tôi cắt nhỏ để làm dây trong trang trí hoặc là những cái loại dây cột. For this prime example, we can cut them up to little strips and put this on the outside of the hat. Wow. Just for more of a decorative look. So you can either do female or male hats. There's really the majority of our hats are unisex to where a male or female can wear them. We do make a line of ladies hats. They're called Charlie One Horse hats. Uh-huh. And so the majority of those hats are feminine hats. Once the buckle set or the band gets put on it, then what we'll do is we'll put a nice set liner in it. So this will go inside the hat. It just gives it a more of a cleaner look whenever we finish the hat off. Yes. Hầu hết các chất liệu đều so được tìm thấy ở trong nước Mỹ vì chúng tôi muốn sử dụng của Mỹ thôi và cũng là cái nón đặc trưng của nước Mỹ nữa là của Texas. Just because we are definitely made in the USA and we want to try to keep that going, that tradition going. Okay. Yes. And so once all the trim gets put on it, then like this hat here, so everything is pretty much done. Chiếc nón này là đã thành phẩm. Cũng chỉ ở đây chờ sản xuất, chờ bên kiểm định tới để mà inspection cái nón này. Và không có gì thay đổi thì sẽ được gửi đến store. This is the final, the complete one? Yes. The finished one, right? Yes, and so like this one will go. This one will go for about $150 at the store. Thì giá bán lẻ ở ngoài cửa hàng là khoảng 150 đồng. Và đây, tôi xin giới thiệu với lại các bạn, đây là chiếc nón đặc biệt là sự hãnh diện của hãng Station. Đó là chiếc nón trị giá $5,000 với 26 viên kim cương thật. Đó các bạn, real diamonds, 26 viên kim cương thật. Và cũng là khách tên chuyên đặc biệt. Đây là sự hãnh diện. Chiếc nón đặc biệt của hãng Stetson. Yes. So yes. Và để mà làm ra chiếc nón đặc biệt với giá ít nhất là 5,000 này á, là chỉ dành những người mà có nhiều kinh nghiệm trong công việc làm và họ có thể làm những chi tiết thật là tinh xảo, sẽ được kiểm tra và bảo quản rất kỹ hơn là những cái người làm bình thường. Đây là những chuyên viên kinh nghiệm. Only get to handle that hat. So that's pretty much how Stetson and Resistol hats are made. Đây là những gì mà hãng Stetson cũng như Resistol hats của chúng tôi làm ra. Chúng tôi là công ty của Mỹ. Chúng tôi sản xuất tại thành phố Garland này. Chúng tôi có 9 nhà kho tại nơi đây. Tổng cộng có số nhân viên là 350 người. Là một công ty lớn của Mỹ. So we're open 6 days a week here in the factory. Chúng tôi mở cửa our outlet store is open 6 days a week. Từ 7 giờ sáng cho đến 5:30 chiều. The outlet store is right next to here. So anybody who wants to come shop, buy a Stetson hat. Cho nên mời các bạn có thể đến mua lẻ hoặc là chúng tôi có nhận order từ trong nước hoặc là hải ngoại. Cảm ơn các bạn. So they'll go over there and we can. So we're like I said, we're open. We're making hats here from 7:00 in the morning to 5:30 at night, 6 days a week. So we're pretty busy. Okay. Well, so thank you so much. Absolutely, absolutely. Well, thank you so much. You bet. Thank you. Và chúng tôi thật hân hạnh giới thiệu đây là danh sách ghi công của Stetsons ở Philadelphia.
trong cái thời Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Đó là những người đã là công nhân của hãng Stetson mà đã phục vụ trong hai cuộc Thế chiến như vậy. Và bên dưới là vinh danh những công nhân, những vị đã làm cho hãng Stetson và đã tử trận. Đây là niềm tự hào của Stetson, đã cống hiến, có những thành viên đã cống hiến trong hai cuộc Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Back then, you know, we still had a lot of patriots that that served here, and of course fought for us as well. Wow, that's an honor. Yes. Yeah. Thank you. You're welcome. Hello, quý vị. Và ở bên cạnh cái factory của cái sĩ nón là Stetson á, ở phía bên có cái retail store Alexander bán lẻ nón Resisto và Stetson. Bây giờ mình vào bên trong cửa hàng, cái store này họ mở cửa cho public, quý vị có thể vào đây để mua nón. I got 170 hats. Jimmy có được tặng một cái nón kỷ niệm. And he cho cái feather, cái lông gắn lên, cái lông vũ. So cool. Everybody has a brand. Those are like custom design. Make your own little, kind of like a jewelry, accessories. Thank you. Looks sure, like looks a princess well. Now. Yeah. Just don't fly away. You're Thank welcome. You. Nice to meet you. Nice to meet you.